Đại hội vi rùa ở đám cưới Puka và Jin Tuấn Kiệt, Thúy Ngân và dàn mỹ nhân đọ sắc, tóc tiên khoe làm một việc. Hôm nay, ngày 4 tháng 11, đánh dấu một ngày quan trọng trong cuộc đời của Jin Tuấn Kiệt và Puka, khi họ sẽ chính thức bước vào cuộc hành trình hôn nhân sau 4 năm tình yêu đáng yêu. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại một bãi biển tươi đẹp tại Cam Ranh, thu hút sự tham gia của nhiều bạn bè nghệ sĩ hàng đầu trong ngành giải trí Việt Nam. Các sao Việt đã tuân theo dress code và diện những trang phục thanh lịch, phù hợp với yêu cầu của cô dâu và chú rể. Minh Tú, Khánh Vân, Nam Thư, vợ của Mạc Văn Khoa, Lily và nhiều ngôi sao khác đã lựa chọn những bộ váy dài thướt tha, tôn lên đường cong quyến rũ mà không cản trở sự lộng lẫy của cô dâu. Trong số họ, Tóc Tiên đã tự tay trang điểm và chuẩn bị mọi thứ, thể hiện sự chu đáo và tình cảm đối với cặp đôi, trong khi các đồng nghiệp cần nhờ đến ekip. Trong hội nhà trai, có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như Jun Phạm, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Anh Tú và nhiều người khác. Họ đã diện siêu và trang phục lịch lãm để dự lễ kỷ niệm đặc biệt của Puka và Jin Tuấn Kiệt. Mặc dù thời tiết tại bãi biển khá nóng, nhưng không gian tràn đầy hào hứng và sự phấn khích của các nghệ sĩ đang chờ đón giây phút ý nghĩa nhất trong cuộc đời của cặp đôi đáng yêu. Ngày hôm nay là một ngày trọng đại và đáng nhớ không chỉ đối với Jin Tuấn Kiệt và Puka mà còn là niềm vui và hạnh phúc của cả làng giải trí Việt Nam, khi họ cùng chia sẻ niềm hạnh phúc và sự ủng hộ cho cặp đôi trẻ này trong hành trình hôn nhân mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Việt News để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.